Xin chào anh chị, hôm nay bên em vừa mới về một chiếc Toyota Camry sản xuất năm 2015 phiên bản 2.5Q. Ở xe cá nhân biển Sài Gòn, xe đã chạy được 68.000 km và giá chào bán bên em là 820 triệu, giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Về phần nội thất thì xe được trang bị ghế da màu đen, ở ghế vẫn còn tương đối nha anh chị. Odo của xe là 68.094 km. Toyota Camry 2016 2.5Q 820 triệu nha. Anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em.